em có chồng trước. À. Là vợ đã qua một lần đò rồi. Đò vợ rồi. Có con mà đáng biết không? Dạ có hai cháu. À hai cháu. Rồi con có tới đây thăm bên mẹ nó không? Chồng người ta không cho qua. Nói chung là cắt đứt liên lạc luôn hả? Đình vợ chấp nhận, gia đình vợ thương em lắm. À. Chị vợ cũng thương, mẹ vợ cũng thương. Gặp anh cũng thương, anh nói thiệt, nếu anh là người nhà của vợ anh, em hiền khô hồi nãy, anh tiếp xúc với em thấy em hiền lắm, cũng thật lắm. Nhà dưới mé sông là nhà mình dựng đãi chứ còn đâu ai mà đúng rồi. Chấp nhận chấp phép đúng không? Nói nếu trong tuần này không đóng thì người ta cho về tự chăm sóc, tự cho ăn dinh dưỡng rồi đó. Vậy ha. Chứ ở đây không đóng tiền đâu có cấp thuốc đâu, không làm thuốc được. Nói nếu trong tuần này không đóng thì người ta cho về tự chăm sóc, tự cho ăn dinh dưỡng rồi đó. Vậy ha. Chứ ở đây không đóng tiền đâu có cấp thuốc đâu, không làm thuốc được. Em nhỏ xin chào cô chú anh chị thân mến. Chào mừng cô chú anh chị đến với clip tiếp theo của em nhỏ hôm nay. Hôm nay thì em nhỏ tiếp tục trở lại thăm trường hợp của Đá và chị Trang. Thì ở đây là bệnh viện 512 giường ở Bình Dương đó cô chú anh chị. Hôm nay em nhỏ đến đây có vài cái điều em nhỏ muốn. Tại vì có nhiều người nói tới vợ chồng của em Đáng, cho nên em nhỏ muốn xác thực lại với em Đáng. Và hơn nữa là cái tình hình sức khỏe của vợ em Đáng hiện tại ra sao. Và thêm một điều nữa là những cái lời động viên của cô chú anh chị đến với vợ chồng rất là nhiều. Và có nhiều người gửi lời khen cũng như là cái tình vợ chồng đến với em Đáng. Đàm hả Đáng? Dạ. Đàm thạc quá. Thạc lắm mệt. Mệt nhiều. Lau cho vợ đi, lau cho vợ đi. Vợ mỗi lần dậy có cần xoa dầu được không Đáng? Dạ không, cho uống nước luôn. Không anh uống nước nhiều rồi khạc hết rồi khỏe. Nước nóng hả? Hay là nước lạnh mình? Á. Nước ấm ha? Còn lỏng hả? Rồi nay qua rồi sức khỏe vợ sao rồi? Bổ sung dinh dưỡng mà cái thời gian cũng lâu lắm mới hồi phục lại. Ví dụ như bác sĩ có nói ví dụ mình uống sữa Ensure rồi được không? Bác sĩ kêu uống sữa rồi ăn thịt bò nấu súp xương rồi đút cho ăn tăng dinh dưỡng lên. Nhưng mà bác sĩ nói nhanh nhất chừng cả năm mới hồi phục được. Nhưng mà em mới cho vợ ăn là cho ăn cái gì đó? Cho ăn cháo dinh dưỡng, cháo xay thịt bò. Ở ngoài hả? Mua ở ngoài cổng hả? Rồi giờ ăn được bao nhiêu? Ngày ăn khoảng chén, không ăn được nhiều. Một chén nhỏ vậy ha? Dạ, chén nhỏ. Ăn hết luôn, giờ ăn hết luôn. Một ngày ăn. À, nguyên một ngày. Một lần ăn được mấy muỗng vậy ta? Là em chia nhỏ nhỏ ra ăn á ha. Ví dụ như lần 2-3 muỗng xong rồi cái người đó là tiếp tục với 2-3 muỗng ha. Nửa tiếng em cho ăn một lần vậy đó. Vậy hả? Lần ăn vài muỗng. Cứ ăn một lần một rồi không hết rồi. Rồi rồi tối có chạy Grab thêm đi làm thêm không? Ngày hai muốn chạy hết à, chứ tối chiều không chạy. Vậy chiều hả? Chị lên thế em làm chạy. Hình như thấy bơ phờ không có ngủ được đúng không? Dạ. Hôm qua giờ ngủ. Quay, qua xong anh về xong không ngủ đâu. Xong rồi chiều vệ sinh cho vợ em xong rồi tới chiều em chạy luôn. Tới sáng này. Như vậy là đâu có ngủ được. Qua mới ngủ. À. Không ngủ luôn. Qua anh tới quay xong
anh về em chăm cho vợ em ăn, rồi vệ sinh này nọ vợ em, rồi tắm, em tắm vệ sinh cá nhân người mình đó, rồi chiều em chạy luôn tới hôm nay luôn. Đúng rồi, là giống như ở bệnh viện ở nhà em luôn rồi đúng không? Tắm dạ, rửa rồi trong này luôn. Rồi hôm qua chạy đêm vậy được bao nhiêu tiền? Hôm qua chạy mưa sớm á, được 200 mấy. Mà trời mưa đâu đi được. Ờ đúng rồi, hôm qua trời mưa lớn mà. Núp mái hiên nhà, ghé mái hiên nhà là núp. Mưa ở sách anh. Nè anh hỏi nè, 200 mấy á, là em đã trừ tiền chiết khấu của bên Grab chưa? Hay là cái tiền rồi, em thu về? Em trừ rồi, mà tiền xăng này mình chưa trừ. À vậy tính ra đổ xăng rồi nữa chắc cũng còn được có 100 mấy à? 200. Ừ. Sáng mua nước biển đạm 2 chai. 2 chai hết 400 mấy là 500. Cho nên là đâu một tiền gì không á. À vậy là 2 chai tiền trên. Bao nhiêu chạy thì vừa đủ tiền ăn à? Tiền ăn sữa này tả là chặt học phục. Còn cái tiền mà anh gửi lần đầu á ha, là dạ, để mua tã với thuốc cho vợ. Dạ. Để anh hỏi chị Trang thử, tại vì lúc hôm đầu mà gặp em á, anh cứ ngồi đó đi, tao ngồi xuống. À, hôm đầu mà gặp em á là mà chỉ ngủ không à, chị không có nói chuyện. Em chào chị nha. Chị nói được không? Nói mà nó à, em nghe rồi à, là chị thấy sao trong người? Mệt, khó thở à, khó thở cái vùng ngực đó ha. Nhìn sao chị nhìn đáng biết vậy? Nhìn sao chị, em thấy chị nhìn đáng biết nè. Sợ nó đi hả? Có sợ đáng đi không? Sợ à? Không sao, nó đã nói với em, với mọi người rồi. Nó nói là sẽ cố gắng chăm sóc chị, cố gắng hết sức. Tới khi nào đó rồi tính sau nha, đừng có lo nha. Mà chị uống nước rồi được không? Uống vẫn đau á, uống không được hả? Chào ra. Ảnh trào ra hết hả? Đàm nó đàm nhẹ đi rồi, uống vô nó trào ra. Ừ. Nó đàm nó vướng vướng rồi, thì sao nước có thể vô được ít, thì ra. Nó uống vô được phân nổi người ha. Như theo đàm nha. Cái chai dầu mà anh tặng cho em á, dạ, là em có hay thoa cho vợ không? Có, qua lên thoa cổ rồi thoa đầu rồi. Đó, để như nó trực tiếp hết. Đúng rồi, thoa nha. Rồi ngoài ra chị thấy khó thở rồi, còn có đau trong người chỗ nào không? Tay chân có đau không? Ừ, tay chỉ giờ còn chắc còn hai ngón tay nhỏ này, coi chú anh chị. Đó, cái vai của chị là bằng hai cái tay của em nhỏ này. Chị cố gắng ăn uống nha, cố gắng ăn vô mình mới có da có thịt lại nha. Còn thuốc thì ở đây người bác sĩ người ta lo rồi nha. Đây còn xương không có chú anh chị, nếu mà mình nhìn trực tiếp á thì mình thấy thương lắm, tại vì còn xương không mà không có da không mà, chứ không có cái một miếng thịt nào luôn. Vợ em phải cố gắng cho vợ ăn uống ha. Mình rảnh là mình phải cho ăn uống để mà vợ có sức khỏe, mới dần dần mới hồi phục được. Nửa tiếng làm cho ăn, cho uống nước mình làm nha, ăn liên tục. Vậy ha. Ép năn nỉ vợ gắng ăn sức khỏe anh về á. À, chứ giờ em không gắng anh đâu tiếp em được, nên phải gắng ăn lên về nhà. Rồi có cái vấn đề này, sau khi anh đăng vợ chồng em lên á, mà có người họ điện đó là nói không biết có đúng hay không, rồi để anh hỏi em ha.
người ta nói em là người sau của vợ hả? Dạ đúng mà. Là sao đáng anh ơi? À, dạ em có chồng trước. À. Là vợ đã qua một lần đò rồi. Dạ, đã đổ vỡ rồi. Có con mà đáng biết không? Dạ có hai cháu. À hai cháu. Rồi con có tới đây thăm dạ, bên mẹ nó không? Chồng người ta không cho qua. Nói chung là cắt đứt liên lạc luôn hả? Là hồi xưa giờ chỉ chưa có gặp con luôn. Hồi xưa có em có trở về nhà thăm nhưng mà bên chồng không cho được á. À, em có biết là vợ có hai người con lớn không? Dạ hai đứa 9 tuổi. Đứa 9 tuổi, đứa 7 tuổi. Vậy hả? Dạ. Ừ. Nói chung là mình cũng rảnh rỗi thì mình chở vợ về cho gặp con. Ừ. Rồi quen như vậy rồi gia đình em có nói gì em không? Dạ không, không ai nói gì hết. Gia đình vợ cũng không nói gì hết. Gia đình vợ chấp nhận, gia đình vợ thương em lắm. À. Chị vợ cũng thương, mẹ vợ cũng thương. Mình gặp anh cũng thương, anh nói thiệt. Nếu anh là người nhà của vợ anh, em hiền khô hồi nãy. Anh tiếp xúc với em thấy em hiền lắm, anh thật lắm. Em thấy vợ em thiệt thòi ngày trước rồi, nên giờ em thấy bù đắp lại vợ em vậy đó. À, là em nhà vợ là ủng hộ. Tại vì biết em sẽ bù đắp được lại cho khoảng thời gian mà cái quá khứ của vợ ha. Dạ đúng. Ừ. Rồi nhà em là vẫn bình thường, không có sao. Dạ. Vẫn vui vẻ. Dạ. Rồi hai vợ chồng là một năm mới về quê một lần hả? Dạ, Tết về. Tết về. Tết như vậy là rồi khi nào mà mẹ, vợ em có ốm hay là đau gì đó là cũng về chăm mẹ rồi xong rồi mẹ khỏe lên lại. Mà mẹ của vợ là em nói bao nhiêu, 80 tuổi hả? Gần 80 rồi. Gần 80. 78, 79 rồi. Mà có một mình dưới quê mấy hả đáng? Dạ, một mình dưới quê. Cha vậy tính ra cái cũng ngặt nghèo ha. Là bây giờ dưới quê cũng còn bà chị vợ, mà chị họ cũng lên xuống cầu vậy thôi. Nhà mẹ vợ với mấy sông á, cũng có cái nhà tiền chế với mấy sông rồi. Và chị bắt lên xuống mới coi. Nhà với mấy sông là nhà mình dựng đãi chứ còn đâu ai mà đúng rồi. Chấp nhận chấp phép đúng không? Ồ, như vậy là thấy gia cảnh hai vợ chồng em cũng tương tự nha ha. Bên nhà vợ là còn mẹ vợ thôi hả? Còn ba vợ là ba vợ mất lâu rồi. Mất lâu. Còn bên em là còn cha, nhưng mà cha có người sau rồi. Ừ. Không lo cha có người sau rồi cho nên là không có quan tâm tới em. Dạ đúng. Từ đó giờ có liên lạc không Đăng? Có liên lạc, điện hỏi thăm thôi chứ còn mặt lo hay tiền bạc gì không có. Cứ để em tự xử vậy hả? Dạ. Nên thấy em thấy vậy thôi. Mình còn trẻ, mình tự mình làm được, mình lo mình sống. Giờ không nhờ ai được, mình tự mình lo thôi. À. Dạ. Thôi như vậy người ta nói cũng đúng nhưng mà không sao hết. Anh nghĩ là không sao. Dạ. Mình chấp nối hay là mình có dạng như là mình có hơn lớn hơn hay nhỏ hơn tuổi hơn cũng kệ, không sao hết. Anh nghĩ cái đó không có quan trọng. Ha. Cái quan trọng là cái tình yêu vợ chồng của mình. Đó, lúc bệnh hoạn này có nhau. Đó, không có buông bỏ đi đâu hết. Thì em cũng đâu có giấu giếm gì đâu. Dạ. Công khai đi đến đâu cũng công khai hết hả? Em không giấu giếm gì hết. Ừ. Vợ em nhiêu tuổi, vợ em có chồng, có con, nó bình thường hết. Dạ. Chứ mình thương thì đâu có cần gì. Đúng rồi, anh nghĩ là cái thương là quan trọng nhất. Thế không mấy cái ngoài lề. Đúng, mấy ngoài lề bỏ qua đi. Ha. Ừ. Dạ, chủ yếu là em mong anh chị Mạnh Thường Quân hay là nhà hảo tâm giúp đỡ vợ chồng em cho qua cái cơn bệnh vừa qua khó khăn này thôi, chứ không có nghĩ tập trung lo vợ em hết. Đúng rồi, giờ vấn đề hàng đầu là tập trung lo cho vợ, nhưng mà theo như em nói á, là bác sĩ nói là bệnh của vợ mà để hồi phục là lâu ha, phải một năm hả? Bác sĩ chuyên khoa nói là về cho ăn uống dinh dưỡng nhanh gì cũng một năm nó mới hồi phục lại. Mà hồi phục lại mà cái như hồi phục lại mới được thôi, chứ như người bình thường vẫn chưa được. Không, nói chung chỉ cần là có da có thịt hoặc là đi lại là ok lắm rồi đó, chứ không phải là như người bình thường là khó à. Lâu. Ừ. Rồi hai vợ chồng là quen nhau 7 năm. 4 năm. 4 năm là cưới nhau.
từ lớp văn quen với anh tới giờ là ở nhau 4 năm luôn, gặp nhau ở luôn chứ không có cưới. À mình không có cưới hỏi vậy đó, hai bên gia đình biết thôi. À là do hoàn cảnh gia đình mình không có cho nên không có làm lễ gì đó ha, chỉ là hai gia đình biết nhau cái mình đều ở chung luôn. Tại vì cha em không lo cho em nên có mình anh em mà phải tự lo, phải hai đứa thương nhau ở gì không có khả năng làm đám. Ừ. Anh cũng nể phục cái tình yêu của vợ chồng em á. Ừ. Không có cần xô bộ gì với nhau hết, chỉ là hoạn nạn có nhau. Ừ. Rồi như vậy là định sinh em bé nhưng mà sức khỏe của vợ yếu quá hả? Dạ, định ở nhau 1-2 năm là sinh bé, nhưng mà thấy vợ em bắt đầu từ 1-2 năm sau trước khi mà quen, bệnh đau ớn gầy gầy hoài nên sức khỏe không tốt mà cho nên là mới đợi sinh được. Ủa rồi xưa giờ là mình đi phụ hồ là được 4 năm. Dạ, lúc gặp vợ em giờ làm phụ hồ, làm hồ chung vợ em 4 năm. Làm cái đó giờ. Làm hồ vậy rồi thấy khó khăn gì không đáng? Thì... ý là những cái khó khăn mà hai vợ chồng đi làm gặp phải á, là cái gì? Nắng mưa rồi đó anh, cực lắm, chứ hết khói bụi gì. Bác sĩ cũng chẩn đoán là vợ em hết khói bụi, xi măng rồi, có thể ảnh hưởng phổi. Với lại phổi. À, với lại làm việc lao lực ha. Lao lực nặng, làm việc nặng, nắng mưa. Ừ. Nắng mưa cũng phải làm. Chứ giờ đi làm cho người ta mà, đâu có nghỉ được. Ha. Trời nắng gắt em lên chón luôn mà phải làm. Vậy hả? Đi theo công trình luôn, công trình nào đi theo đó luôn. Công trình tới đâu thì người ta cắt láng, cắt chòi cho mình thở đó. Ừ. Rồi cái ngày nay em mua thuốc cho vợ ở ngoài là thuốc gì đâu? Anh đưa anh coi thử. Thuốc biển đạm. Đâu? À, ngồi xuống đây. À, ngồi xuống đây. Ừ. Hai chai. Cái này là mình mua ở ngoài hả? Dạ, bác sĩ cho to mua ở ngoài. Bao nhiêu tiền đây? Đây. Dạ, một chai 350. Cái gì? Bao nhiêu? 350. 350? Đạm, đạm chuyện. Tại vợ em có thể nói là thiếu đạm nhiều. Rồi mấy cái này là thuốc ở đâu đây? Này chim tim này mình cũng phải mua. Đó là mình mua hết. Chim tim. À nói chung là hai cái bịch này là em đi mua ở ngoài vô. Dạ. Chim tim lấy tiền được rồi mà mình mua hết. Ui như vậy là tiền anh đưa cho em hôm qua là đâu có đủ. Dạ, sáng nay mua thuốc gần 1 triệu rồi, cái hai chai này là 700 mà. Đó thì anh thấy mua tá lả đồ này mà sao mà đủ được. Ừ. Thuốc mắc. Rồi có bác sĩ có kêu đóng tạm ứng gì không? Dạ có, sáng nay bác sĩ gửi giấy tạm ứng 5 triệu. Mà không có đủ nữa. À, nhưng mà cái bữa gặp anh là đã kêu đóng rồi, bác sĩ đã kêu đóng rồi mà 4 em triệu. Không có tiền đóng. Rồi qua ngày nay thì tiếp tục kêu đóng tiếp. Tiếp tục ở đây gửi giấy xuống thì ông tạm ứng 5 triệu. À. Rồi em nói thì sao? Nói bác sĩ gán con bị như giờ còn không có tiền đóng. Con nói ngày cũng có 200-300 ngàn, tình hình khó khăn quá. Con nói bác sĩ là cái gia cảnh nhà mình vậy không? Cái hoàn cảnh mình không? Có không? Dạ có, em có trình bày với bác sĩ á. Hoàn cảnh khó khăn quá, bác sĩ cũng đồng cảm vợ chồng con. Giờ chạy xe đêm cũng có 200-300 mà đủ tiền thuốc, tiền tả sữa bây giờ con cũng xây sở không hết cách rồi. Ừ, rồi em trình bày với bác sĩ là nói gia đình mình khó khăn cho nên là bác sĩ cho nới thời gian ra tí ha. Rồi người ta có trả lời lại gì em không? Nói nếu trong tuần này không đóng thì người ta cho về tự chăm sóc, tự cho ăn dinh dưỡng rồi đó. Vậy ha. Chứ ở đây không đóng tiền đâu có cấp thuốc đâu, không làm thuốc được. À. Rồi anh hiểu rồi. À, như vậy là
sau cái lần đầu tiên anh gặp em á, anh đã đăng clip của em lên rồi nha. Dạ. Rồi em đáng chờ anh 1-2 ngày nữa thôi. Đó là chắc cũng ngày mai thôi đi. Là anh sẽ xuống gặp em. Dạ. Tại vì cái trường hợp của Đáng nó rất là cấp bách của chú anh chị, cho nên là em nhỏ phải làm phải gặp liên tiếp Đáng để mà kịp thời, chứ không là bệnh viện không có chứa nữa hả? Dạ đúng rồi. Bệnh viện tới đó chỉ điều trị đến đây thôi, còn phần sau chăm sóc ăn uống dinh dưỡng thì về nhà gia đình tự lo tự chăm sóc. Mà tự lo giờ em biết đi đâu? Ví dụ anh nói ví dụ đi, ví dụ ngày nay đi ra khỏi bệnh viện rồi em biết đi đâu? Giờ mình ở không được mà về mướn trọ, mướn chỗ nào cho thuê. Tại vì hồi xưa giờ không đi ở trọ nữa chứ đúng không? Xưa giờ không ở trọ nên không quen. Do là đi theo công trình á. Ừ. Giờ thì muốn chọn người ta không cho đâu. Thì người ta nhìn vợ em người ta không cho đâu. Bác sĩ thì cứ kêu về. Nên giờ không biết về đâu. Rồi anh hiểu cái vấn đề em đang gặp phải là cái gì. Rồi, cố gắng một ngày mai đi. Mai anh sẽ gặp lại Đáng. Yeah. Có những cái bất ngờ hơn. Yeah. Để anh nói hết cái vấn đề về cái kinh phí mới 2 ngày nay à ha, 2 lần anh gặp em thì bác sĩ nói đóng 2 lần rồi mà chưa có tiền đóng. Dạ. Mà với cái khả năng mà em ban ngày thì chăm sóc vợ ở bệnh viện nè, ban đêm thì chạy Grab, mà chạy nhiều nhất của em là được bao nhiêu tiền? Nhiều nhất là hơn 400 đồng. Là nhiều nhất từ đó giờ chạy. Dạ. Để không đủ nửa ngày vợ nằm viện nữa. Dạ. Tại vì em nói là cái giường bệnh của vợ có bảo hiểm luôn rồi là 1 triệu. Dạ đúng, tiền triệu, tiền phòng, tiền thở máy. Đó thì đâu có đủ đâu, vậy là đâu có đủ, em chạy đâu có đủ, chẳng qua là đủ ăn với lại mua mấy cái mua cái tã nữa ha. Dạ. Trước học tiền có vay bên ngoài nữa, bên ngoài vay 10 triệu mà lãi tới 20%. Giờ em hơi lo đóng lại đó. Chứ đâu có đủ tiền mình trả anh ta cái một đâu. Đóng lại nó nằm. Rồi như vậy là không có dám nghỉ làm là vậy ha. Dạ. Đúng nghỉ không? Ngày là học tiền liền, không có tiền mua tả sữa gì đó. Là không có dám nghỉ, cho nên là nó thương lắm. Cho nên là không có ngày nào mà dám ở trong này với vợ ban đêm ạ. À. Phải ban đêm phải ra ngoài đi kiếm tiền. Ban đêm chạy xe. Đây cô này là chung phòng bệnh với lại vợ chồng Đáng luôn đây. Cô chú anh chị. Cô bị gì đây? À, bị viêm phổi nặng. Cũng viêm phổi luôn hả? Viêm phổi gì, khô hốc gì đó. Thiếu như canxi, thiếu cái chất này nè. À cũng đang vô thuốc nè. Siêu hấp. Siêu hấp. Viêm phổi nặng siêu hấp. Dạ, rồi nay cô khỏe chưa? Nay cũng đã đỡ mà còn nhức đầu nhiều lắm. Ngủ không được. Ho cũng còn ho nữa mà ho nó ít hơn mọi bữa. Dạ. Còn ngồi vậy thì ngồi nó thở nó hơi mệt mệt một chút xíu. Mới ngồi mới khỏe. Cô ở đây rồi mỗi ngày với lại vợ chồng Đáng thì cô thấy vợ chồng Đáng dễ gần không? Thấy không, tội nghiệp trời, bữa nào đi về chút xíu đây đi nữa rồi đó, không có được nằm nghỉ nữa. Tội ha, cô thấy thương đúng không hả? Không có được nằm nghỉ. Hồi sáng kêu con gái đi xin cơm giùm cho con gái cô hả? Gái nãy á. Dạ. Đi xin cơm thì giờ xin cho ông anh này và cho nó ngượng phần luôn. Ngự chai nước xăm vậy đó. À, con nghĩ là Đáng này nè là bằng tuổi con cô á. Nó còn trẻ bằng cũng nhỏ hơn tuổi bà cỡ đó, bằng tuổi bạn gái lớn á. Dạ, mà thấy khổ cô ha. Khổ. Mà cô thấy cô cũng khổ mà thấy nó khổ hơn
cô cũng khổ, cô đi mặn mướn nữa đó. Dạ, cô thấy đáng chăm sóc vợ làm sao? Quá trời tốt luôn, ai cũng nói chứ. Vô mà ai người ta vô đây ta thấy ta cũng nói, dạ. Thấy thương. Gặp người ta, ta bỏ mất mẹ, thấy không nè. Ông anh này nè, vợ, mới ổng mới hơi là vợ bỏ rồi đó. Chú này đấy hả? Ờ, nè. À, chú này à, bệnh mà vợ bỏ đây, vợ mới bỏ. Nhập viện nè. Không, vợ bỏ cũng 5-2 năm rồi đó. Dạ. Mới hơi bệnh là quả bỏ rồi. Đó, nó thấy vậy mới thấy tình nghĩa vợ chồng của ông đáng này mới. Vậy trong không ai ít có vậy lắm. Dạ. Thôi con chúc cô mau khỏe về nhà nha. Dạ, cảm ơn con. Ừ. Cũng khỏe, nghỉ gần 2 tuần rồi đó. Dạ. Ở trong phòng nó ngột ngạt quá, anh mới kêu em ra ngoài đây xíu cho nó thoáng. Mà sao anh thấy em hay lau người cho vợ vậy ta? Vô kháng sinh, vô truyền thuốc hả? Dạ, nóng người lắm. Nóng trong người hả? Cho nên là mình lúc nào cũng... thuốc vô là người nóng lên. Ừ. Cho nên là lúc nào em cũng rảnh là em lau. Rảnh lau. Vậy ha. Nóng hả? Ừ. Những kháng sinh đó là làm người mình nóng lắm. Nó lau thường xuyên đó. Em có thể nói cho anh với mọi người biết cái lúc mà vợ anh em phát bệnh được không? Dạ. Cách đây bao lâu? Phát bệnh mà để khám ra bệnh đó là đầu năm rồi. Đầu năm là cách đây 5 tháng rồi ha? Dạ. Gần nửa năm. Phát bệnh sao đáng? Đang ở nhà mà chị họ này chơi nè, chị họ nuôi bệnh tiếp em á. Xong cái mệt khó thở. Xong em với bà chị trở lên cấp cứu bệnh viện này luôn. Cái nhập tới giờ luôn? Nhập viện. Rồi giờ chuẩn đoán làm sao? Chuẩn đoán là viêm phổi nặng đó. Là vừa đi, vừa lúc đó vô bệnh viện luôn là đã chuẩn đoán là viêm phổi nặng rồi? Vô cũng 2 ngày sau có kết quả là người ta mới báo mình nhập viện. Nhưng mà vô là lúc đó là vô chắc vợ chưa có rút người đúng không? Chưa, còn da thịt lắm. Mà em theo em cảm nhận là qua cái thời gian nào mà vợ rút nhanh vậy không? Tầm 2 tháng gần đây. Hơn 2 tháng gần đây. Khi mà người ta chỉ điều trị không cho thuốc ăn thần, hôn mê điều trị á, là thời gian nó không ăn uống được. Ừ. Rút người, người ta dùng thuốc nhiều á, người nóng. Và với cái khoa mà hồi sức tích cực chống độc á, người nhà không vô được nữa, không chăm sóc được. Không có lau mát được. Nên từ đó là rút người ốm. À. Là lúc đó là sau khi người nhà không có vô chăm sóc được á thì em khi mà được vô rồi em nhìn vợ em có kiểu hết hồn không? Dạ mà sao mà nó ốm dữ vậy không? Nhìn là em khóc luôn anh. Hả? Nhìn vợ em là em khóc luôn. Không ra luôn, ốm quá. Nhận không ra khóc luôn hả? Dạ. Buồn ha, nhanh, chỉ là thấy thời gian nhanh đúng vô, không? Vô, ngồi cứ đơ, ngồi ra vậy đó, không có nói năng, không có động lại gì được á. Ừ. Ốm mới ốm, xanh sao, cứ sót. Rồi ráng ha, có nhiều người anh đăng lên có nhiều người khen, nói chung là gửi lời chúc tốt đẹp đến cho đáng á. Dạ. Nói là em là một người người chồng hiếm có, cái tình cảm vợ chồng hiếm. Em cũng cảm ơn các cô chú anh chị gửi lời hỏi thăm sức khỏe của vợ em. Ừ. Rồi một lần nữa anh nói lại ha, là vấn đề viện phí, nay mai anh sẽ đến gặp em ha, và anh sẽ gửi nói anh em nên nói với vợ là yên tâm nha. Dạ dạ em... ngay cả em luôn. Dạ chị cảm ơn nha. Dạ. Ừ. Thôi bây giờ thì anh nghĩ clip này nó cũng dài rồi, với lại em lên trên nó lâu người mà, và em thấy anh thấy em mỗi tí là em lâu. Dạ đúng rồi. Ừ. Tại đang truyền thuốc á, thời gian truyền thuốc là nóng người liên tục vậy đó. Khi nằm hết thuốc hết dịch khoảng 2 tiếng sau nó mới người mới bình thường lại. Ừ. À, vậy ha. À, cố gắng giữ sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn anh. Nhất là anh thấy em không ngủ vậy mà sao em chịu được hay dữ ta. Thời gian đầu cũng mệt lắm, bây giờ dần dần cũng quen anh, cũng quen. Ừ, thời gian đầu thức không quen cũng mệt lắm. Bây giờ 2-3 tháng rồi nên cũng quen. Như anh mà như dạ. Anh là như đáng chắc mấy ngày là anh chịu rồi. Anh mới bị sốt 2 ngày. Dạ.
đừng biết luôn, không có làm được gì, nằm liệt luôn, mới tỉnh này là đi thôi. Chắc trời Phật cũng thương mình có sức khỏe chứ ai mà bệnh nữa đâu ai lo giờ em đâu. Thôi vậy ha, cố gắng giữ sức khỏe, rồi bây giờ anh xin phép em về trước ha. Dạ, cảm ơn. Có gì anh sẽ gặp em sau. Dạ. Nha. Thì anh nhỏ cũng cảm ơn những cái lời thay mặt cho Đáng, cảm ơn những cái lời chúc của cô chú anh chị gửi đến vợ chồng. Dạ. Đó, mong mong Đáng có nhiều sức khỏe. Dạ. Thôi bây giờ thì anh xin được kết thúc clip ở đây và tạm biệt cô chú anh chị. Hẹn cô chú anh chị ở clip tiếp theo nha. Thank you.